Gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loa. Anh vội tay tôi để ôn chuyện xưa cũ. Gói tròn trong tuổi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn không? Có phải vì tâm tư dấu kín trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xiên giấc ngủ chưa đến thời gian.
về phương đó nhanh.